Ngay lúc này mấy anh em lại tìm hiểu cái câu chuyện đó là mẹ chồng của Trinh Khờ nói là ngày 19 là sẽ là khởi hành đi mua ve chai. Và tại sao mà ngày 20 mà vẫn chưa đi mua, không biết là gì, cái nguyên do gì mà khiến mẹ chồng của Trinh Khờ phải làm như vậy. Thì kính mời quý cô chú anh chị vào xem video để tìm hiểu câu chuyện rõ hơn. Rồi, Vinh chào cả nhà nha. Hôm nay là Vinh đi lại chỗ nhà của Trinh với Lợi nè. Thì hôm trước là mẹ chồng của Trinh có nói là bữa là 19 là khai trương đi mua đồ mũ đó cả nhà. Nhưng mà bây giờ hiện tại là thấy vị trí xe là vẫn còn y nguyên nè. Thì không biết cái nguyên nhân nó như thế nào nữa. Thì để Vinh tìm Trinh hỏi thử xem như thế nào nha. Rồi, chào Trinh ngang. Ừ, mới thức luôn hả? Giờ này con không thức mấy giờ luôn. Cứ nhìn kêu con mới thức. Rồi hôm nay mẹ chồng nói là ngày hôm qua là khai trương đi mua đồ mũ. Rồi sao thấy chiếc xe nó vẫn còn y nguyên vậy? Con hỏi mẹ chồng không đi, bà là bà chưa có đi mua cây căn. Chưa mua cây căn đi, hả? Bà đi đâu mất kêu, con không biết. Cây căn thì ngoài chợ nhóc mà ra chợ cứ mua thôi mà. Con không biết bà nó như bà bệnh, con cũng không biết nữa. Đang sức khỏe cũng tốt hả? Dạ. Ơi. Con không dám. Rồi sao mẹ chồng nói là bữa ngày 19 khai trương là đi mua ve chai. À, tới hôm nay là nó 20 luôn rồi mà cũng vẫn không thấy cô đi bán đi mua. Rồi cái căn cũng chưa mua nữa, rồi chừng nào mới đi mua. Con không dám hỏi, con hỏi sợ mẹ ra. Phận làm dâu thì đương nhiên mấy vụ đó thì nó hơi nhạy cảm, hỏi không được. Cái này phải đợi chút xíu để cô về để hỏi cô như thế nào mới được. Người ta đã gieo cây cần câu rồi, mua sắm cho cây cần câu rồi mà không chịu đi câu nữa thì cũng thua luôn. Để xem thì bây giờ mình nói trước thì mình không có dám nói cái điều gì. Thì nói chung bây giờ thì Mạnh thì người ta đã giúp xong rồi, người ta gieo cho mình cái cần câu á, còn Mạnh không tự mình đi câu nữa thì mà nó hết rồi thì cũng không còn để ai giúp nữa. Tại vì người ta đã tạo cho mình cần câu mà mình không chịu đi câu để mà mình mưu sinh cuộc sống mình, mà mình cố gắng mình vươn lên thì mình tự chịu ha. Là vậy. Bởi vì đâu có xấu mà mới về. Tại vì á bây giờ thì cũng chưa biết cái gì nên anh em cũng chưa dám nói cái điều gì để hỏi cô về, để hỏi rõ nguyên nhân như thế nào ha cả nhà. Thì trên đời này nó có rất là nhiều câu chuyện nó xảy ra, mình không thể nào mà ngờ trước được. Nói dù gì cũng phải đợi cô về để hỏi sự tình như thế nào. Ngay lúc đầu con kêu mẹ Phan hả, nói trên cộng đồng mạng bán cái cây đi, tại mẹ để em hỏi kêu là ngay lúc đầu mẹ nói là cần tiền bán số đi. Thôi không nói mà nói cần tiền bán cái cây làm gì. Cũng như là theo lời Trinh nói như là không có lượng sức mình đúng không? Dạ. Mà mẹ bởi đi nói là cần tiền bả bán cái cây. Rồi con cũng im luôn. Thì thôi thì cái đó là do cô tự quyết thôi mà, đâu có Trinh góp ý như đó là quá quý rồi. Nói là bán số đủ sống như con gì nè. Nếu mà 150, 200 tờ đủ sống rồi. Nếu mà thật sự cô không có buôn bán được thì thà đầu tiên cô đừng không nên hứa. Hứa rồi là mình phải thực hiện chứ mình đã hứa. Tại vì một khi mà trước khi mình đã lên cộng đồng rồi là mình hứa mình sẽ thực hiện những cái nguyện vọng mà mình muốn làm ăn để mà vươn lên. Nhưng mà hiện tại cái lời cô hứa ra thì hiện tại bây giờ thấy nó cũng nói chung mình cảm thấy nó cũng hơi bị thất vọng. Cái vấn đề mà cô hứa đi mà mua ve chai nè, rồi xe thì hiện tại cũng đã đem về rồi, nhưng mà hôm nay tới thì thấy cô vẫn chưa có mua bọng gì hết trơn.
chưa khởi hành gì hết đó. Cô nói là 19 khai trương nhưng mà tới hôm nay là 20 rồi đó. Thì rồi không lúc nữa về để tìm hiểu hỏi rõ nguyên nhân của con quậy mình nào thì đó. Cô cũng về tới luôn à, phải hỏi cô luôn. Một chút nữa tâm sự với cô quậy rồi nhà mình sẽ rõ nha. Rồi tụi con chào bảy nha. Rồi, xin chào chú mấy cô. Đặng như Đạt Hẩm cô là qua lời chia sẻ của cô Đạt Hẩm á, là cô nói là bữa 19 cô khai trương cô đi bắt đầu là làm cái nghề mới của mình đó. Thì hôm nay con lại á thì con thấy xe cậu này kia nó vẫn còn nguyên á, thì cái lý do gì mà tới hiện tại gì cô chưa làm? Mua chiếc xe nhầm xe quá nặng. Đẩy không nổi, đẩy ra tới ngoài đó đó. Giữa sạch sẽ thì dãy tới rồi đó, cái đem đẩy về. Sao sao lúc cái lúc mà cô mua, tại vì cái vấn đề này nó là cô mua chiếc xe cũ. Ừ. Cái lúc đó là cô mua cô cũng có xe này xe mới à? Không, xe cũ mà. Cũ mà người ta xài mới 2 tháng. Nhưng mà lúc đó là cô cũng lại kéo thử mà, tại sao cô không lượng sức? Người ta kéo thử mà lúc đó là sâu rồi mới nhẹ giờ nó như đẩy ra tới hồi đó mà hả? Thế liệu thở oxy. Rồi bây giờ là cô dự định là với dạ cầu định, à? Định nghỉ hay sao? Không có. Bây giờ tôi nói nhất định tôi bán để bán cho mà dưới là nhỏ em út có đẩy em dâu á. Là hai chị em mà đẩy tiếp. Hợp tác với nhau phải không? Đẩy tiếp á. Không vấn đề, con cho hỏi nè là mình dự định là mình quyết định ngày nào là mình phải làm. Còn tại vì con nói với cô trước khi mình lên cộng đồng đó, như mình hứa là mình phải làm, tại vì nếu mà mình hứa mà hứa được mà làm không được thì cũng như mình mua không mua mũ thì mua cá mình bán được không? Cái đó quyền cô. Cái đó là quyền cô. Có bán được ha. Đúng rồi. Đâu mình kiếm sống mỗi ngày là. Giờ phải đi bán à, chứ dễ gì, không có cho xe không đâu. Ý là bây giờ hiện tại là cô định như nào cô đi á? Tại vì đợt hổng cô hứa ngày 19. Hứa. Mà bây giờ hiện tại là tới 20 chưa là. Nhớ em nó ra mà tôi điện thoại này tôi điện không được, tôi kỹ quá. Không biết điện. Nghe nói là con chưa có mua cái căn gì đó. Chưa có mua căn. Em út của chồng nó có cây căn. Để đi cô, điện chi cô. Dạm thôi. Mà điện không được, không biết điện nè. Dạm thôi cô, dạm thôi. Rồi cô võ giá bọn gì chưa? Là mình biết giờ đi làm bán là bán rồi chứ không khỏi vỡ giá cho bạn sao? Biết bây giờ sẵn rồi. Cô nói cô nghe như thế này, cô quyết định như thí dụ mà cô mua đồ mũ là cô sẽ mua đồ mũ. Cô mua bán cá là cô sẽ mua bán cá, cô phải đưa ra được cái quyết định của mình cho nó chính xác, cái nào nó một thứ. Chứ không phải mình muốn bán gì mình bán hả? Cô phải đưa ra quyết định chứ. Cái ngày mai bữa nay cô đi bán cá, ngày mai cô mua đồ mũ rồi xe cậu sao cô uyển chuyển được. Cô phải quyết định một thứ chứ làm sao mà cô cứ hiện tại là con đang thấy là cái quyết định của cô không chưa có chính được chính xác 100%. Thằng Úc nói xe này bà để ba ấy cá được nè. Nó không có chảy nước. Không, mấy cái kẻ đó là chảy nước hết trơn á. Chảy hết chứ không phải không chảy. Cô bây giờ thí dụ đi. Cô kéo cái xe không này cô đã than nặng rồi, cô để nước vô nữa sao cô kéo nổi. Ngồi xuống đi bạn. Đi với em nhỏ em dâu, chị em ăn dâu á. Ý là quên rồi vậy. Em Út á, em dâu em Út á. Như mấy vấn đề đó nó trong cái gia trong á, gia đình nó cũng khổ. Mấy cái vấn đề đó cô đang đề cập với cô đây nè, cô liên quan tới cô thôi. Là cô phải có cái định hướng, cô không có mua bán cái gì đó. Cô quyết định nó chính xác. Chạy một cái một. Còn cô cứ định hướng giờ giao cải. Chiều nay đi mua luôn. Hồi lúc kia cũng không có biết được. Giao cải nó nhẹ, chứ không có gì nhẹ chứ. Con bây giờ nói thiệt con cũng không biết cô. Chiều nay đi mua luôn. Cô lên cộng đồng luôn. Như vậy mà cô nói như vậy thiệt là người ta chửi cô. Hả? Ban đầu cô thì giao cải. Nhưng mà cái vấn đề giao cải á, hiện tại bây giờ tụi con lúc đó cũng có nói với cô rồi. Cái tranh cạnh nó dữ lắm. Người ta bán rất là nhiều rau cải trái cây. Cô là người mới nữa, cô bán đâu lại người cũ, đúng không? Là với lại là sợ như cô bán ấy này kia là để qua ngày nó hư. Tại vì con nói chung cô gì nè, con là người khó khăn, con làm việc còn nói với cô. Nếu mà cái việc cô làm nó cố gắng mà phấn đấu mà dư lên bằng ăn á, thì bản thân con giúp được cô cũng mừng. Mà nếu mà cô một khi mà cô hứa mà cô không có định hướng cô làm được thì cô mình sẽ khiến cho mạnh thường quân thất vọng này.
và bản thân con cảm thấy con cũng buồn đó, là nói thật sự là điều đó. Tại vì người ta đã tạo cái cần câu cho mình, mình có cố gắng mình câu hay không đó là quyết định của mình, nhưng mà mình phải định hướng cho nó đúng một chỗ. Tại vì khi mà tụi con đến mà làm những cái chương trình như thế này á, là tụi con cũng mong muốn là cho cái gia đình mình nó có được cái cuộc sống của mình được thay đổi, nó sau này nó tốt hơn, chứ không ai mà khi mà tụi con mà quay lại mà nhìn thấy cái cuộc sống nó cũng như ra như trước, và có khi nó tệ hơn trước thì tụi con nó sẽ rất là buồn. Có những cái gì ban đầu như cô cũng có những cái mơ ước đó, thì tụi con cũng đã là cái căn lớn mấy nhiêu cây nó cũng tầm căn nhỏ là nó có 5 kg được à? 5 kg là nó 200, 240, 220 gì đó. Còn căn bự là nó tới 400-500 lận. Nó cái căn. Nhưng mà cô định hướng cái một đi. Cô quan trọng bây giờ hiện tại là cô sẽ làm cái gì? Kêu Út ra đặng một cái căn mới được mà, để một cái căn. Bây giờ nè, cô định hướng một mình cô thôi, cô không cần hỏi bất kỳ ý kiến ai. Ý kiến của cô thôi. Ban đầu thì cũng rau cải, rồi xong á định hướng lại là đi đồ mũ. Đồ mũ không được, bây giờ lại đi bán cá. Và bữa nữa có người nào khác nói món khác nữa, không lẽ cô đi bán món khác nữa sao cô? Đúng không? Và bữa nữa cái cô lại nghe một người khác bán món khác nữa, không lẽ cô lại đi bán món khác nữa? Mà cô phải quyết định cho mình một cái ngày. Buôn bán là ở trên đôi tay của mình. Bây giờ tôi người khác đâu có cầm đôi tay mình đi bán đâu. Tính mà mua một mớ rau cải với cá rồi đó, bán chung cái thùng này nó bự nè, vậy đi chứ vô mua đồ mũ rồi hả, là đẩy không nổi rồi đó. Tại vì cái xe nó bự quá. Tại vì con nói với cô Bảy nè, tại vì Mạnh Thần Quân cô, người ta đã quyết định là người ta sẽ giúp cái tâm nguyện cuối cùng cho cô được hoàn thành, cho nên mình đừng để bây giờ bán cái giao cải đó. Rồi bây giờ là cô chốt ra để cái ngày nào là cô sẽ làm, không chừng chiều nay đi mua luôn á. Cô có dọn kỹ chưa? Dọn rồi, khỏi dọn, tôi biết hết trơn rồi. Cái chỗ dựa, chợ binh, chợ mớ trong á, trong dựa luôn. Tại vì nếu cô hứa được mua mình mà qua qua chút chiều đó ha, rồi sợ rau ấy chứ 4 giờ sáng á. Dạ. Rồi đi xe qua bển là bắt đầu mua chở về chắc bên xe. Cô phải lấy được giá sỉ nha, cô bán ra mới được. Lấy giá sỉ á, nó đi bằng xe tải á mà. Cô phải lấy được giá sỉ nha. Đi bằng xe tải á. Nó sỉ á, chứ mà cô lấy mà người ta đưa cặn giá lẻ cho cô là cô đi bán không có lợi đó. Giờ quyết định vậy đi, chứ giờ đẩy mũ rồi mua nó xe nó gì đẩy, sợ gì đẩy không nổi. Dạ. Thở oxy luôn á. Vậy tới nữa là cô dự định là hợp tác với một người em của mình đi phải không? Là hai người là dự định là có xe Honda là mình kéo đi hay sao? Rồi đẩy tay á. Đẩy tay, hai người cùng đẩy tay hả? Đẩy tay rồi đẩy nữa tôi ra. Em mượn cái gì cái kìm á, cái tháo này ra cái mình đứng nó trong này nè, đẩy nó nhẹ hơn, đừng nặng mà đẩy nặng nặng lắm. Bây giờ con hứa không sao thì cũng xài cũng nói được. Rồi tôi hứa là đưa làm đó, mà hôm đó tại vì mũ thì hồi đó hồi lúc đó mà ham lắm, mà lúc đó ham mũ lắm, mua mũ mình không có sợ hư hao, mà chiếc xe bây giờ nó quá mình lớn, nó nặng rồi cái đầu mua mũ cái nữa. Đẩy gì không nổi, giờ có ai giúp đâu, có mình anh à. Cái gì đó. Bây giờ mua rau cải với mua để cá được chút đỉnh đó. Nếu mà cô không nổi thì kêu bây giờ cô nhờ người con trai út của cô đó đi về đi. Nó kêu khi nào hết lễ 30 tháng 4 nào đó đi làm rồi. Tưởng con đi ở nhà đi, con nhờ em. Nó ít ở nhà lắm. Tiếp cô. Có được. Nó cũng 30 đi làm. Đi bán đó, mình để mình kiếm cái thu nhập mà hàng ngày mình sinh sống chứ con nói giúp được mình một lần chứ người ta đâu có giúp đâu giúp hoài đâu. Con nói cô như thế này, đợt hổm cái lúc ban đầu về cái vấn đề chiếc xe là tụi con cũng có đề cập rồi, cô hãy làm một chiếc xe mới đi, cô làm sắc nhẹ nhất là lúc đó là cô tự được lượng được cái sức của mình đó, tụi con lúc nào cũng suy nghĩ đến chú cho cô luôn á. Đóng thì quá lâu đi rất là mau, cô mau luôn được đóng hai ngày là rồi à. Cô hả? Đi mua xe này cũng 2 ngày, người ta đóng cũng 2 ngày là rồi à. Nó xài mất có 2 tháng à. Nó đóng tới 6 triệu đó, tôi trả 3 triệu không triệu đó. Vậy rồi vậy là mình quyết định là ngày nào mình bán cô. Rồi bây giờ cô đưa quyết định ngày nào chính xác đi cô, để tôi để con cho biết Mạnh Thường Quân người ta biết, người ta mừng chứ không phải gì. Tại vì một khi người ta đã giúp cô rồi, người ta không có quan trọng cái này đâu. Sáng ngày mà ngày mơ là bắt đầu tôi đi mua ra bảnh mua đem về đó.
ăn sáng mình có bán. Vậy là mai chiều tối là, đó là, ừ. Định là mai là cô khởi hành luôn ha. Khởi hành luôn mà chưa có cá nha. Giờ cái đó Nguyệt. Rau cải đó. Ừ. Rồi từ từ mình lấy cái con cá thêm vô. Còn cái thùng vậy cô để rau cải, cô để làm sao? Cô để ở dưới cái thùng nó bít chân rồi. Rau cải là mình phải để hai để gỗ. Để trên, rồi cái gỗ có cái ghế mà lại đẵng mấy ghế để vô. Mà chiếc xe này con thấy nó quá cục đi, cái vấn đề nó rau cải thì con cũng không biết để đâu vậy. Tới đây nè. Cô để lên trên luôn chứ cô để cái thùng này. Rau cải phải để lên trên. Là cô bán cái gì? Ở dưới nữa là mình để cá. Ở trên này bán rau cải đi. Gì đó. Mua miếng lứ để lên trên. Cái này tôi phải làm cái dĩ, cô muốn bán rau cải phải để cái dĩ lên. Để cái dĩ, cái dĩ cột ngang đây nè. Cột ngang đây cái đầu tôi thẳng qua, được rồi đó, phải rồi. Cô phải kiếm cây gì để ngang được con đất cô mới để được. Rồi rồi. Tôi cũng làm ngày tôi đầu cũng... tiên thì mình nhấp thử coi nếu mà được thì mình tiếp tục luôn. Còn rau ngày đầu tiên là mua rau. Ngày đầu tiên mua rau đi. Mua rau để thử như thế nào, nếu mà thấy bà con ta hưởng ứng thì mình sẽ bắt đầu mua nhiều. Ở đó. Sớm nói vậy nè, bà mà bán ha là tôi ủng hộ bà hả chân. Quay qua đây nè cô, ngồi quay qua đây. Anh nói tôi mà bán ha, bà bán ha, bữa nay bà bán rau cải ha. Thiệt, giá nào tôi cũng mua hết trơn. Bà con ở xóm người ta đã lên tiếng, người ta ủng hộ mình rồi đó, thì mình cứ làm đi. Ở xóm ghiền người ta ủng hộ mình thì mình cái đó là cũng như cái nghị lực để cho mình vươn lên đó. Như là cổ vũ tinh thần cho mình đó. Cái đó cũng như là cái nghị lực mà để cho mình, người ta tiếp sức cho mình để mình cố gắng, mình phấn đấu lên để mình buôn bán nó cho chạy đó. Bà con ở gần xóm ta cũng động viên như cô đó. Gần như là con thấy cô đang lo gì nha cô. Không biết buôn bán hay được hay không hả? Cô thấy cô tâm sự nhiều quá. Thấy sao cô? Tại cũng như bồi hồi hộp vậy á. Nhắm thành công không? Sao con thấy... Đó, tại vì nào giờ mình không có bán á. Nhiều cái đầu nó hồi hộp. Chứ con thấy cô suy nghĩ trong lòng, cô bối rối. Nhắm mổ không con? Được mà, từ mới được thôi. Thì có đầu ai mà mới ra mà biết buôn bán liền đâu. Thì từ từ mình mới quen. Mà mình đẩy xe cũng hơi ngại nữa. Đâu có gì đâu ngại, mình bằng từ đồng tiền mua nước mắt thì mình làm bằng... Ngay hồi xưa giờ đi bằng mướn không à, với bán số đó. Ai kêu làm đấy. Không có gì ngại hết. Bây giờ cái mình đẩy cái xe nó làm như thảy đẩy. Mình đi làm kiếm tiền mà chứ có ai mà cầm chỗ không mình tiền. Ta nói bà đẩy đi rồi từ từ nó quen. Tưởng như mình đẩy là mũ không nổi thì ấy mua rau cải cho nó nhẹ đi. Rồi từ từ cái mình biết á, mình cứ làm mình tầm tới luôn. Nó biểu vậy đó. Thì đây là những cái chia sẻ của mẹ chồng của Trinh Khờ. Thì Tân Hồng xin hẹn lại quý cô chú anh chị những video tiếp theo nha.